Sau đây sẽ là cập nhật thông tin từ các địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ. Thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai là nơi đang phải gánh chịu mất mát lớn nhất về người do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tìm kiếm và may mắn là số người được tìm thấy đang dần tăng lên. Đến thời điểm này thì đã tìm được 35 thi thể. Phóng viên Trường Sơn đang có mặt tại hiện trường sẽ cung cấp thông tin chi tiết. Tôi đang ở hiện trường tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân của vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại Làng Nù, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Và như quý vị có thể thấy thì đến thời điểm hiện tại các lực lượng chức năng đã huy động một lực lượng lớn, các cán bộ chiến sĩ, rồi thì lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Đến thời điểm hiện tại quân số trên thực địa lên tới khoảng hơn 500 người. Và ở phía sau lưng tôi thì các cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy này, các cán bộ cảnh sát cơ động này, rồi thì lực lượng các chiến sĩ của quân khu 2 đang tích cực tìm kiếm. Như quý vị thấy thì là một lượng lớn đất đá từ trên đỉnh núi đã đổ xuống vùi lấp nghiêm trọng cái khu vực vốn là bản làng này. Và ở kia thì có rất nhiều những cái cây gỗ to, rồi rất nhiều những hòn đá lớn đang che lấp lên cả một cái khoảng dân cư đã bị vùi lấp như vậy, khiến cho các cái nỗ lực tìm kiếm cứu hộ của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm là phải tìm kiếm bằng được tất cả những nạn nhân bị mất tích, nên là từ 2 giờ chiều cho đến bây giờ, các chiến sĩ cũng đã nỗ lực tìm kiếm và trong buổi chiều ngày hôm nay thì đã tìm được một số nạn nhân và tìm được một số bộ phận thi thể người. Cái công tác tìm kiếm thì gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì là như quý vị thấy là nước vẫn đang chảy xiết. Tuy nhiên thì các cán bộ chiến sĩ đều quyết tâm là sẽ tìm kiếm làm việc xuyên đêm, chia thành nhiều ca, nhiều kíp để nhanh chóng tìm kiếm được hết các nạn nhân trong thời gian sớm nhất. Còn tại Cao Bằng, mưa lớn liên tục, tình trạng sạt lở càng thêm nghiêm trọng, chia cắt các tuyến đường giao thông nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chiều nay đã tìm thấy thêm một người mất tích. Nhóm phóng viên thời sự cập nhật những tin tức mới nhất từ hiện trường. Đường đến xóm Lũng Lì, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, ngoài sạt lở đất còn bị vỡ, nứt, có đoạn sụt lún lên đến 50 cm. Đi hơn 20 km đến điểm sạt lở lớn nhất cũng mất cả nửa ngày. Nơi tôi đang đứng chỉ cách đây có 2 ngày thôi còn là một gia đình với 5 người sinh sống, nhưng nay chỉ còn là bùn đất và những mảnh vỡ còn sót lại. Và liên tiếp ở kế bên là 5 hộ gia đình khác cũng đã bị cuốn trôi đi vì sạt lở đất. Trong chiều nay đã tìm thêm được một thi thể là nữ bị vùi lấp từ ngày 9 tháng 9. Nhưng đây mới chỉ là một trong 2 người đã mất của gia đình bà Triệu Mùi Lai, bởi con trai bà thì vẫn chưa tìm được. Quay trở lại thì không thấy con đâu nữa rồi. Chưa bao giờ thấy sạt lở như thế này. Giờ sợ lắm, không biết nên sống tiếp ở đây như thế nào nữa. Còn gia đình anh Hoàng Văn Vạn có 5 người, may mắn là mẹ và 2 con đã kịp thời thoát nạn. Nhưng vợ anh thì không qua khỏi. Trong lúc ở trại thì hôm nay bà cũng bị thương, con cũng bị thương, bà thì bị thương hơi nặng. Thì hiện tại thì bà cũng đưa đi bệnh viện huyện Nguyên Bình cấp cứu, đi chữa thương. Có những gia đình là họ hàng với nhau nên có người mất cả 6 người thân. Nhưng điểm sạt lở rộng đến hơn 2 km vuông nên việc tìm kiếm các nạn nhân là vô cùng khó khăn. Thời tiết ở khu vực này kể cả ngày đêm thì mưa rất là thất thường. Lượng mưa ở đây cũng rất là lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến công tác cứu hộ cứu nạn. Sớm trước là 17 giờ vào buổi chiều hàng ngày, để là sau đó chúng tôi phải rời khỏi địa hình bởi vì về đêm rất là khó quan sát cũng như là khó cơ động về đến vị trí an toàn. Khó khăn nhất lúc này là tình trạng sạt lở liên tục do mưa lớn. Đường vừa khắc phục xong thì chỉ sau vài giờ lại tiếp tục sạt lở. Công an huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 2 công dân về hành vi là không chấp hành sự chỉ đạo chỉ huy phòng chống thiên tai của cơ quan phòng chống thiên tai thủy lợi đê điều.
Trước tình hình thiên tai đang diễn biến phức tạp, mực nước sông Thao dâng nhanh gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện đã vận động yêu cầu một số hộ dân thuộc khu vực bãi bồi Phú Động, thuộc khu Phú Động, thị trấn Cẩm Khê phải di chuyển vào bờ để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, hai công dân trên địa bàn này đã cố tình không chấp hành và bỏ trốn. Cơ quan chức năng đã phải tìm kiếm hai công dân này trong nhiều giờ và đưa họ vào nơi tránh trú bão an toàn. Cơ quan công an đã xác minh và củng cố hồ sơ và xử phạt mỗi người 4 triệu đồng. Hàng chục nghìn các phần đồ nhu yếu phẩm đang được các lực lượng chức năng dùng mọi cách để ứng cứu đến tay gần 10.000 người dân đang bị nước lũ cô lập tại xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, và phóng viên Khuất Minh ghi nhận tại một trong hai vùng rốn lũ của Phú Thọ. Tất cả các đường liên thôn, liên xã đều ngập úng cục bộ. Phương tiện di chuyển thuận tiện nhất lúc này là xuồng được lực lượng chức năng tăng bo và thuyền chèo tay. Tất cả đều chất đầy nhu yếu phẩm, có thể ứng cứu hàng nghìn hộ dân đang bị cô lập trong mênh mông biển nước. Lại thì ngập sâu lắm rồi, ngập sâu hơn 2 mét. Cho đường nhựa này. Ba xã luôn, từ trên Nguyễn Vương, An Thượng, đang Hà Cũ, bây giờ đây là xã Đàn Thượng. Anh cần hai người bơi tốt, biết thông thạo địa hình ở đây thì mới giải quyết được. Trước mắt chúng tôi đã đều có những cái chốt tại chỗ để tập trung là đưa những người dân về những nơi an toàn, ví dụ như là trụ sở công an, những điểm cao hộ dân hoặc là ở khu văn hóa để đảm bảo các hộ dân tập trung giải quyết, sau đó là lại những cái điểm trung chuyển để đưa người dân đến nơi an toàn tốt hơn. Mất điện, mất nước, không có sóng điện thoại để liên lạc được, nên dù chỉ cách nơi hiệp đồng với chính quyền địa phương gần 1 km nhưng cũng phải mất gần 1 tiếng đồng hồ để có thể di chuyển được vào. Cứu người ở khu vực nguy hiểm trước, người trước mới đến tài sản sau. Với quan điểm là không để người dân trong ở khu vực nguy hiểm phải bảo đảm an toàn tính mạng. Như quý vị và các bạn thấy, cái mực nước tôi đang đứng đây thì đã đến đầu gối rồi ạ. Nhưng sau thuyền này nhìn ở phía xa kia, ở cột điện và những ngôi nhà kia thì nước đã dâng đến gần hết tầng 1 rồi. Việc di chuyển vào những khu vực bị ngập úng như thế này thì đang rất khó khăn tại khu 5 của xã Đan Thượng của huyện Hạ Hòa của tỉnh Phú Thọ. Bởi vì là ở thời điểm hiện tại dù là không mưa nữa thế nhưng mà cái lượng nước rút ở đây thì sẽ rất là chậm ạ. Nó sẽ rất là chậm để rút, và cái đường đi vào đây thì rất khó khăn bởi vì là các cái khu vực ngập úng này lại nằm xen kẽ. Và lúc này thì cả nước đang hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Các doanh nghiệp vận tải từ đường không, đường sắt, đường bộ cùng chung tay hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đồng bào phía Bắc đang bị ảnh hưởng của bão lũ. Ngay lúc này thì trên mạng xã hội, người dân trên khắp cả nước đang kêu gọi nhau chuẩn bị hàng hóa nhu yếu phẩm gửi đến người dân vùng lũ. Họ cùng nhau chuẩn bị áo phao, bánh mì, chuẩn bị các phần nước gửi tới bà con vùng lũ với mong muốn vơi bớt đi những khó khăn trước mắt, sớm vượt qua giai đoạn khốn khó này. Và trong những ngày vừa qua thì nhiều đoàn thiện nguyện cũng đã tới với các tỉnh vùng cao. Tuy nhiên cũng xin được lưu ý là dù mưa đã giảm, thế nhưng tình hình sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn rất phức tạp. Các đoàn thiện nguyện vì vậy cần liên lạc trước và phối hợp với chính quyền địa phương để có thể có tính toán được lộ trình.